Rồi mình xin chào quý anh chị nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay số cho anh chị mình xem tới cái ngày 2 tháng 11 á. Là ngày hôm nay nè, mình có việc nên Gia Lai có đại quân trị á, số nhiều lắm. Thứ 6 là Gia Lai nè, ít số nè. Quân trị bữa nay số nhiều lắm. Bây giờ mình bón giờ này 4 giờ chiều mình bón cho ngày mai này, ngày 3 tháng 11 thứ 6 nha anh chị. Còn quân trị về trải đi rồi. Đó. Rồi. Thì số bữa nay nó không nhiều, có vài số thôi, mình qua cho anh chị mình xem. Đó, thì bữa nay mình bón dây số thì công ty cũng cho mình cái sách này nè, để đựng đồ nha các bạn, quý vị. Này, cái này đựng sướng lắm. Sách này ở trong này có ngang trong này nữa nè. Ở đây thêm một ngang nữa nè. Ngang để mình bảo dây số nó khỏi ướt đi mưa, rồi nếu mà bón đi bón dộ khỏi đi mưa nè. Đó, làm rất là tốt nha. Đây công ty sổ số kiên thiết Phú Yên này tặng nè. Có sách nữa nè. Có sách nè các bạn, có sách đây nè. Đó, cái đây nè. Có cái quay có cái đề sách mà để mình đưa lên cái ngực của mình nữa nè. Nó muốn dài ngắn thao là được nè. Thôi sách hai bên có hai cái. Đó, để đồ biết rồi nè. Nó rất là tiện nè. Coi. Mình dây số hôm nay thì có mấy tờ thôi, thì mình cũng quay cho anh chị mình xem nè. Còn 02 nè, đầu tiên nè, Đài Gia Lai nè, Tóm Lam nè, 67 nè, Buôn Tóm nè, 90 nè, 72 nè, Nam Chính nè, Ba Lan, ba bảy một bảy, rồi 17 nè, 11, đây đầy Ninh Thuận nha anh chị, đầy Ninh Thuận nè, 03 nè, 0977703, đầy Ninh Thuận luôn. 009654 nè, 20 tờ, cái đây 20 tờ, nên thẳng 40 tờ. Bụng tôm 9259 Ba La 149 Ba La. Trả đăng. Ủa dây số à? Có còn một cái trước. Dạ nè, mà bây giờ dây số, bây giờ là số ngày mơ ngang trong phơi chúng ta nghe. Qua quán trị đưa đi thấy rồi. Đưa qua Khánh Hòa trúng được 4 con. Gửi mới nè. Dạ Nam. Dạ Nam nè, phải Nam con nè. Ờ thì nó Nam con mắt. Rồi. Còn Đà Nẵng thì trúng 3 con. Gửi mẹ. Của con dạ bóng đồ mà. Dạ bóng là phải 4 con. 4 con cái này có 3 con. Được. Chỗ nào cũng có 1 con thôi. Rồi. Uống hen. Gia Nam cũng có tiền nữa chứ ít nè. Gia Nam hình như Gia Nam có triệu bò cái chứ. Để coi thử. Gia Nam nè, Gia Nam 1 triệu nè. Dạ hôm qua trúng có 2 tà. Gia Tư là 3 triệu. Mà nếu như mà anh trúng gia 4 con là gia 6 là 400 ngàn á. Tôi còn mà không trúng có 8 rồi ấy. À, uống he. Hôm qua 6 tà. Ở dưới này. Rồi. Số này thì số bún tóm này sao cũng đẹp, bún tóm thấy cũng đẹp, ba la bún tóm 17 cũng đẹp nè, 3317 nè. Số đặc biệt thường hay ra số gánh lắm nè, 441 44 tóm 11, mấy cái này số đây không đẹp. Quân trị lấy quân trị không còn tóm thì nó thường hay ra quân trị số đây cũng đẹp chứ hả. 444 tóm 11 số luôn con. Lấy cái đó luôn à. Con 11 luôn cho ta. À đâu. Đó hồi nãy thì mình tận dụng video mình bón dây số mình thấu tiền cho khách nha quý vị. Anh nói là anh mua 5 tờ đó. Mà anh cũng mua xém trúng đó. Đó thì nó mới
Em bón số cho ngày mai nha anh chị. Rồi thì cảm ơn quý vị đã xem video của em nha. Đó. Anh chị nào mua số thì cái điện thoại 0968 634 712 nha anh chị. 0968 634 712 Zalo luôn nha anh chị. Tên là em tên là Viên Ngọc Tài đó. Đó. Zalo là thả cái khóa nha anh chị. Tên Zalo thả cái khóa đó. Anh chị mua thì có gì cả tài khoản lái với số trước giờ nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã xem video của em nha. Chúc cho anh chị được có sức khỏe, may mắn trong cuộc sống, lo mang phó tài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị luôn nha. Thôi nói giờ này bữa nay mưa 3 ngày bữa nay cũng đỡ rồi nha anh chị. Bữa nay cũng tạnh tạnh rồi đó. Đó. Mưa 3-4 ngày nay rồi đuối rồi. Bữa nay trời cũng xoáng xoáng rồi. Bón như số thì trời không có mưa là bón được nha anh chị. Trong mưa quá thì đường xóa cũng dán nha anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị luôn nha.